Cây giống bông thiên lý xin kính chào quý bà con cô bác. Hôm nay là ngày thứ 66 chúng tôi trồng cây giống bông thiên lý này. Có mấy dây này có bông á, là nó được chúng tôi xử lý cắt ngang lưu gốc, bây giờ nó đã có bông. Hôm nay là ngày thứ 65 chúng tôi thu hoạch bông, cắt lưu gốc cho quý bà con cô bác xem. Còn những cây này chúng tôi đã có bông rồi, nhưng chúng tôi không có thu bông. Vì sao? Vì chúng tôi dưỡng cho nó đến đúng cái vụ nghịch á, bắt đầu chúng tôi mới ăn bông. Thời điểm này chúng tôi chưa ăn bông, cho nên là những cây mà chúng tôi trồng ở đây là những cây tôi dưỡng, đến khi mà giá cao là chúng tôi sẽ hái. Đó là do kinh nghiệm chúng tôi trồng. Và quý cô bác thấy là cái lá chúng tôi đây, camera qua giờ, quý cô bác thấy là cái lá của chúng tôi càng nhăn. Và lúc trước quý cô bác theo dõi chúng tôi là từ ngày thứ nhất trồng bông thiên lý, thì quý cô bác thấy mấy cái lá này nè, càng nhăn đúng không? Chúng tôi cũng nói với cô bác là mấy cái lá này nó nhăn chứ không có sao hết. Nếu như quý cô bác không biết, quý cô bác mua xịt, quý cô bác tốn tiền. Còn chúng tôi trồng ấy nè, vẫn bông bình thường ha, vẫn bông rất là bình thường, và chúng tôi chưa có vô phân 20, 15 cho nó. Chúng tôi chỉ vô DB thôi mà bông cái này rồi đó. Chỉ vô DB thôi mà cái này thôi. Đây là nhánh chèo thôi, đây chỉ là nhánh chèo thôi. Nhánh chèo thôi ha. Còn mấy kia là bông bói, bông bự là bông bói. Đây bông bói cho cô bác xem chơi thôi. Bông bói đây. Chưa có vô phân 20 hay 15 ngàn. Nếu như chúng tôi vô 2 phân 20 hay 15 nó bự nữa đó. Đó bông bói đó. Này nó chèo thôi, này giống như chèo nè. Cánh chèo thôi nào, bự cái này nè. Cánh chèo thôi đấy. Thì quý bà con bác nào nếu như muốn trồng cái giống bông thiên lý thì cứ liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0939811863, 0939811863. Quý bà cô bác nào nếu như yêu thích cây giống bông thiên lý này, muốn trồng và tìm hiểu cây giống bông thiên lý này thì chỉ có một trang duy nhất, đó là trang Châu Thiên Kiếm. Quý bà cô bác cứ đăng ký cái kênh và theo dõi chúng tôi trồng cây thiên lý từng ngày. Cô bác thấy là trong vòng 65 ngày thiên lý của chúng tôi nè, nó đã có bông. Chúng tôi có bông rồi nhưng mà chưa ăn, để dành. Nhưng mà đến lúc mà nó ra nhánh chèo chúng tôi bắt buộc phải ăn thôi. Cô có thấy là 65 ngày nó bò nè. Nó bò tới đây nè, kia nè. Có bông rồi. Bây giờ quý bà con bác cùng với Lý Thiên Xã đi cắt bông ha. Thì bông này mới vừa ra, mình phải dùng cái kéo mình cắt nó. Chứ mình không có nên là mình dùng ngón tay mình cắt. Bây giờ quý bà bác xem chúng tôi đi cắt bông này. Camera qua vô nè. Đó, mấy cô bác thấy đã không? Đó, mày đã ghê chưa? Nó này nè, như nè, mày, nó mình trồng lên là vui nè, nè bông cái này hái nè, nè, mày đã ghê chưa? Nó, mình trồng nay có tiền rồi đó, chút xíu ra ngoài mua chai nước ngọt uống chơi cay, chiều nay ra ngoài ăn tàu hủ tiếu. Đuôi bò. Đó mình chữa cái lỗ là hại lắm. Cái này là mô hình mới của chúng tôi ha. Là mô hình là khi mình làm bất cứ gì mình phải có cái lỗ mình chui vô, còn không có lỗ mình không chui vô được đâu. Cái này là mô hình mới của tôi nè. Đó. Đó đầu cái này giác lên. Bông này cắt mày luôn. Nè, cắt mày. Cắt nè, không bông mà bông đẹp kia chưa, không có bệnh luôn. Từ lúc trồng đến từ lúc mà chúng tôi xử lý ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 65 là chúng tôi xịt thuốc đúng 4 lần. Đây này nhỏ quá, này được à, mày cả đây thấy được rồi, để mất nhiều quá nó nở không được. Để mẹ đất đi. Này mình chúng tôi hái cho biết quan quát coi chơi thôi chứ thật sự mình làm nó nhanh hơn nhiều của cô bác. Đó quay vô nè, xuống đây là quay nè. Nè mày đã về chưa? Cái này là cắt chơi thôi nha, chứ thật sự là mình hái tay nhanh hơn nè, hái tay là nhanh hơn nha. Cắt cho con bác con từ từ chơi nè.
Nó mình trồng có thu hoạch có tiền, sáng ngày đi chơi làm gì có tiền. Ở này không thấy nở ở đây nè, nè. À, cái đã nè, nè. Thấy chưa, xa xa ra lấy thấy đang cắt này, xa xa ra nè, chuẩn bị cắt cho bà con nè, chuẩn bị cho xong chưa, thấy chưa nè, thấy không, thấy rõ chưa nè, bố con thấy rõ chưa nè, mày nè, bông bối nè, sướng ghê chưa, nhìn đã ghê chưa, thấy không nè, thấy chưa, hai bên thấy chưa, bông cái dày mới được, trời ơi đã nào, bông đúng ngũ cơ luôn á, đúng chất luôn. Mà có 65 ngày có bông hái này, má ơi má nè, ơ thấy không, thấy không nè, nè ơ thấy không nè, hái tay chơi luôn á chứ sự hái tay, nhưng mà cắt cho quý bà con cô bác chơi coi chơi đó, mình vác lên đã ha nè, bông nè nè, quý bà cô bác khỏi cần tìm cái trang nào xa xôi, nơi đây là nơi hội tụ bông thiên lý nè, nhắc tay nè rất là nhanh này, nhỏ quá quý cô bác thấy à, trời ơi nữa nè, nè tay ra hứ, đây chỉ là nhánh chèo thôi nha, một bông nè, hai bông nè, ba bông nè, bốn bông, năm bông, sáu bông mới chưa, cái nhánh chèo đâm ra mà ăn được sáu bông nè, một bông nè, tôi đâu vô nè để cho thấy, mà bà con thấy nè, này nhánh chèo ra nè, một bông nè, hai bông nè, ba bông, bốn bông, năm bông còn bự nè, sáu bông còn bự nè, ăn được sáu bông luôn nè, đây nè mày trồng vậy đó. Nó thật sự hái tay nè, hái nhanh hơn, cắt cho con của bác chơi coi chơi thôi chứ hái tay cho nó đó, đã ghê chưa, trồng đã lắm, vui sướng. Ồ trời, mày trốn đâu mày, trốn trời ơi, nó nằm trời nè. Ồ mày mày, ồ đây quá trời luôn, đã ghê chưa, trời nữa nè, này được nè, cũng được nè, mắng lên à, anh trà này thấy đó, rồi mình trốn rồi đó mày, mày này xem nè, mấy anh chị cô bác mà đã mua cái giống chúng tôi, xem chúng tôi trồng ha, đó nè. Ừ. Sau này những cái vườn của quý bà con cô bác á, mà trồng lâu năm á, thì cũng xử lý như chúng tôi thôi. Còn quý bà cô bác nào nói chúng tôi trồng dở á, thì chấp nhận thôi. Chúng tôi chấp nhận thôi. Nó thì chúng tôi trồng dở thì chỉ trồng vô đây thôi, 4 năm bông chúng tôi vô đây thôi. Dở chúng tôi trồng dở chứ trồng được vô đây thôi chứ không bự hơn được nữa. Tại vì mình chúng tôi, tại vì chúng tôi trồng dở mà chứ vô được vô đó thôi. Trồng dở sao bông nhỏ không à. À, thấy không, trồng dở được vậy không à, thì một số cô bác nói là tại sao chúng tôi không trồng những loại bông thiên lý siêu bông, siêu bông hay siêu hoa gì cũng vậy thôi, nguồn gốc của những cái người mà mua để siêu bông siêu hoa đó thật sự là do mình trồng thôi, con cô bác mình trồng bông càng nhiều đó thì cây mình càng si, chúng tôi là bốn con bác ngắm rõ nè, quý bà con cô bác mà trồng hái bông càng nhiều thì cái cây mình nó càng bị si và càng bị chết. Đó là những cái kinh nghiệm của chúng tôi chia sẻ cho quý bà con cô bác xem và nghe thấy thực tế. Còn nếu như quý bà con bác muốn mà chúng bông nhiều, đơn giản lắm, rất là đơn giản, chúng tôi tỉa chèo tỉa nhánh vô phân đầy đủ hết, tôi xả lá cho rụng hết toàn bộ hết, tôi xịt thuốc đâm chồi lên một cái rồi siêu ra hoa, tôi rồi vô phân ao ao rồi và rải phân 20-15 rồi rải ure vô, nó bắn đọt lên, bắn đọt xịt thuốc dưỡng lên rồi xong đã bảo là bông binh thiên luôn, nhưng mà lên một cái rồi xong. Tiếng em đi rồi anh về gắt lạnh điều hiu.
ngoài trời mưa đổ mà sao ướt đôi mi gầy. Là chỉ cần mà cây của mình mà đang tốt xung một cái á, bông lên quá nhiều mà nó non quá, cái bầu rễ mình nó bắn ra quá nhiều, bắn ra non thì mưa xuống một cây là cây mình chết liền ngay lập tức. Nó rồi xong, vắng em cô phòng có nghĩa là cây thiên lý mình nó chết rồi, không có tiền, không có tiền trả nợ người ta rồi, rồi xong đi ở trọ luôn, lạng hoạn vợ bỏ luôn. Ô này quên nó nở luôn nè. Đây đây nè, này nhỏ quá chưa, từ từ quẳng lên cái bò. Đâu rồi các bác thấy không, trồng sướng lắm, có bông hái đèn tèn. Tôi quay cho bà cô bác hái từ từ cho coi chơi chứ. À, qua đây nè, cho ra quay nè, nè nước cho bà con bác xem nè, nè. Đó, thằng Hà luôn nè, bông nó ra tới chừng ra nhiều lắm, mới trồng xử lý mới sáu mấy ngày có đã có bông rồi, sáu mấy ngày thôi. Còn nếu như con bác mà tỉa chèo xả lá đó, thì đúng 38 ngày rồi, còn cái này là mình phải 65 ngày, còn không 60 ngày là có hái rồi nè. Cháu ra vô nè, coi mà con chơi ăn bông ha, không 60 ngày mà vẫn đi ăn bông, ăn bông mà là bình thường 4 năm à, thiên lý rồi, cấp 4 năm nè, 4 năm vẫn bình thường, không có gì cả, vẫn bình thường. Còn nếu giả sử như con bác mà bứng cái gốc đi chỗ khác trồng á, thì bông mình có nha, còn giả sử mình bứng gốc ở đây mình trồng ở đây là kết thúc, là không có bông nha. Anh Mao với chị Vân á, nếu như mà trồng á mà anh chị lưu ý ha, anh chị cứ theo dõi những cái video của em đăng đi, rồi anh chị sẽ thành công, vì chắc chắn rằng anh chị sẽ thành công. Và nhớ là trồng theo hướng hữu cơ á là tốt nhất, mình ăn lâu dài được. Vì mình trồng hữu cơ mình thương cây, mình thương cây thì cây mới thương mình. Còn mình trồng vì lợi nhuận quá thì cái cây của mình sẽ bị bò trĩ ha, nó cắn phá nha, thì cây đâu đủ sức đâu. Hôm nay là cũng rất là ngày buồn, nhưng mà cố gắng quay clip cho quý bà con các bác xem. Con lưu chúng tôi, theo chúng tôi 8 năm, nó đã mất rồi, ngủ một đêm mất, buồn lắm. Đây nè, ngày cái bông này nè, cái bông này bị bọ trĩ cắn nè, nhưng mà không sao, không thành vấn đề gì hết, không thành vấn đề, tại vì trồng hữu cơ bông vẫn bự bình thường, không sao cả. Đây, cất, nãy các bác thấy không, bông nè, cắt cho các bác nè, quá trời bông gì đâu. Người trồng thì không có bông, mà chúng tôi trồng về bông quá trời quá đất. Nói thật với cô bác là chúng tôi không có xịt thuốc gì nhiều đâu, cứ vậy thôi à, chứ không phải là chúng tôi quay xong rồi có đầu với bà con tối với đầu chúng tôi đem bình ra tối vô bỏ phân nhiều vô, không có, chúng tôi không làm được điều đó. Mình làm cái gì á mình phải thật tâm với mình đừng có gian dối ông trời ổng cho mình ăn bất cứ cái gì đâu. Có nhiều người á, ví dụ mà trồng bỏ phân vô cho nhiều vô rồi xịt dưỡng này kia rồi cái đầu giả bộ ra quay nói là ta đây trồng vậy đó, người gian dối quá, đừng có gian dối, sống đừng có gian dối. Tôi xin người cứ gian dối, xin người đừng lìa xa tôi. Nè đi qua đây các bông này nè, đã rồi chưa, đã thấy không, chuẩn bị cắt nè. Đó, đã kia chưa, búp, đã kia chưa, quá đã, hai cái chút xíu rồi mà được bông này nè. Con thấy mấy bông này là dụng tay hái, tay hái thôi. Đây con nhỏ nè, con nhỏ để ngày mai hái chơi này nè, nè kịch
vui lắm. Đó, đầu anh để cho nằm nằm lên nè. Nha, nằm nằm lên vẫn chưa có lỗ bình thường thấy không? Đó thì quý bà con cô bác đã xem chúng tôi trồng trong vòng 65 ngày chúng tôi hái bông như thế này. Thì quý cô bác thấy là khi mà chúng ta trồng cái bông thiên lý xuống, cái cây thiên lý giống của chúng ta được 4 năm, khi mà chúng ta cắt lưu gốc, chúng ta đi bông lại thì nó được sản phẩm bông của chúng ta như thế này đây. Sản phẩm bông như thế này. Còn nếu như quý bà con cô bác nào mà trồng thiên lý mà đến năm thứ tư mà không xử lý được như tôi như thế này đó, thì quý bà con cô bác tính ra quý bà con cô bác trồng thất nha. Chúng tôi không nói quý bà con cô bác trồng dở, vì mỗi người trồng là nó sẽ có một cái kinh nghiệm riêng, và mình có một cái chất xám và một cái sự cái nghiên cứu riêng của mình, cho nên là trồng không ai hơn ai. Và chúng tôi cũng không bao giờ dám nói là chúng tôi trồng hơn quý bà con cô bác, tại vì chúng tôi trồng cũng thất bại rất là nhiều, vì cái gia chạm của quý bà con cô bác nó không bằng của chúng tôi. Vì sao? Vì chúng tôi trồng, mục đích chúng tôi là cố tâm chúng tôi nghiên cứu về cái giống bông thiên lý này để thành công, để làm chi, để cho quý bà con cô bác khi mà trồng rồi có được những cái lợi nhuận kinh tế. Còn bây giờ giả sử chúng tôi đem ra chúng tôi giới thiệu cho quý bà con bác, quý bà con bác thấy không, cái vàng chúng tôi trồng như thế này đây nè, bông như thế này đây nè, trồng quá dễ dàng, tại sao quý bà con cô bác trồng không được? Quý bà con bác trồng đi, cây thiên lý này đảm bảo rằng quý bà con bác làm giàu, làm giàu. Trời, nói lại làm cái gì, mình trồng mình thực tế, đúng không? Còn quý bà con cô bác muốn nghe ai thì nghe, còn quý bà con cô bác đến với chúng tôi trồng thì quý bà con cô bác nắm rõ những yếu tố này là được. Quý bà con cô bác cứ, nếu như trồng một thiên lý thì chúng tôi qua số điện thoại 0939813 0939813 0939813 0939813. Xin cảm ơn quý bà con cô bác, tôi sẽ